Với cảnh sắc thiên nhiên ưu đãi cùng khí hậu lý tưởng, Đèo Pha Đin tại huyện Thuận Châu đang được xây dựng quy hoạch thành khu du lịch quy mô lớn trọng tâm là du lịch sinh thái gắn với tâm linh. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện Thuận Châu đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng xem xét bổ sung nội quy quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch Pha Đin với quy mô khoảng 500 ha gồm các hạng mục: khu tâm linh, khu du lịch sinh thái, khám phá trải nghiệm, khu du lịch cộng đồng khu dịch vụ tổng hợp và đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở triển khai lập các đồ án quy hoạch chi tiết để mời gọi thu hút các nhà đầu tư tiềm năng và kêu gọi xã hội hóa đầu tư xây dựng khu du lịch Đèo Pha Din. Pha Din hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến thu hút du khách bởi cảnh sắc và khí hậu thiên nhiên ưu đãi. Nơi đây còn gắn liền với những giá trị lịch sử tạo điểm nhấn thu hút du khách trong tương lai.